Thầy thay mặt nhà trường gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến tất cả các em học sinh khối 12. Các em đã hoàn thành chương trình và rèn luyện ở môi trường này, đang sẵn sàng để chinh phục những bước thử thách mới ở bậc học cao hơn. Chúc các em thuận buồm xuôi gió, tiếp tục thăng hoa và xứng đáng là những học sinh lớn lên từ mái trường Wellspring Sài Gòn. Khi mà một năm qua đó là các con đạt được rất là nhiều cái thành công. Tới thời điểm này không phải là đã dừng lại mà nó chỉ là những bước đi đầu tiên. Cô mong là các con sẽ gặp thật là nhiều may mắn trên cái chặng đường sắp tới. Các con sẽ đạt được mọi cái ước mơ của mình. Và cô muốn chúc các con luôn có một cuộc sống tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và thành công các con nhé. Thầy chúc cho tất cả các con sẽ tự tin dấn thân, tự tin tỏa sáng với phiên bản tốt nhất của mình. Và chúc tất cả các con sẽ tìm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống xung quanh mình. Hãy biến những gì mà các bạn đã được học ở Wellspring Sài Gòn trở thành một hành trang vô cùng vững chắc trên hành trình hạnh phúc sắp tới của các bạn. Sẽ có rất nhiều những khó khăn, sẽ có vô cùng nhiều những điều thử thách. Và chính những điều đó sẽ trui rèn các bạn trở thành những con người trưởng thành hơn, vững chãi hơn. Và hãy chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ hạnh phúc hơn. Và đó chính là điều mà thầy muốn nhìn thấy các bạn ở trong tương lai. Hey!